Đây, đồng loạt chúng ta quay lại cái văn bản chúng ta nhé. Rồi cái đuôi mà khi chúng ta kéo dài quá mà nó chưa rung chạm được á thì nó là cơ bụng, cơ bụng sau cuối. Bước đầu chúng ta có cái giọng mất chấp nhận rồi bây giờ phải nhớ là chúng ta hát câu đoạn đuôi ngân rồi thì cái cơ bụng nó hoàn quan trọng đó, thì chúng ta phải cố lại đến những cái kỹ năng của chúng ta ngân cái âm nhọn đó. Mình càng ngân dài càng xấu nha. Ví dụ hát là ngồi đây uống với tôi vài ly, như vậy là được rồi ha. Ngồi đây uống. Còn nếu mà uống càng kéo dài nó càng xấu nhá.